Xin chào quý vị và các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một căn nhà tại đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể nhìn thấy trên hình, đây là hình căn nhà của mình. Ở phía trước thì mình sẽ có một khu vực hồ bơi, và bên phải thì sẽ có khu vực đường vào. Đây là khu vực mặt tiền trước. Căn nhà này với thiết kế là một trệt, hai lầu, một sân thượng, gồm có 4 phòng ngủ. Các bạn có thể nhìn thấy đây là khu vực mặt tiền trước của căn nhà mình. Căn nhà này được thiết kế rất là đẹp. Một không gian nhỏ thôi nhưng mà có thể có được khu vực hồ bơi, khu vực tiểu cảnh rất là đẹp. Với diện tích bề ngang là 4, dài 15.75, tổng diện tích công nhận là 63m². Các bạn hãy cùng mình khám phá căn nhà này. Bước vào thì mình sẽ có khu vực phòng khách. Khu vực này để tivi. Và đối diện bên này là khu vực để bàn tiếp khách. Ở cạnh dọc bên bờ tường thì mình vẫn còn một khu để mình trồng cây. Toàn bộ là bằng kính nên nhìn ra căn nhà rất là đẹp. Buổi tối đánh đèn lên rất là đẹp. Khu vực cầu thang các bạn có thể nhìn thấy đi rất là chắc chắn. Toàn bộ đều được ốp sàn gỗ. Đây là khu vực phòng ở phía trước. Những nội thất rất là đẹp. Ở phía trước thì mình sẽ có khu vực ban công ở phía trước. Đây là khu vực toilet. Các bạn có thể nhìn thấy thiết kế rất là đẹp, rất là sang. Mỗi tầng như vậy thì chúng ta sẽ có 2 phòng. Ở phía sau thì mình cũng sẽ có một phòng. Hiện tại phòng này đang sử dụng cho mục đích là phòng làm việc. Tiếp đến thì mình sẽ đến khu vực lầu 2. Lầu 2 thì cũng tương tự, gồm có 2 phòng, một phòng master ở phía trước và một phòng ở phía sau. Vì hiện tại chủ vẫn còn đang ở trong căn nhà nên mình cũng không tiện quay ở 2 phòng này. Tiếp đến thì khu vực lầu 3. Lầu 3 thì mình sẽ có một khu vực thờ ở phía trước. Và phía trước thì mình sẽ có một khu vực ban công. Khu vực ban công này thì mình có thể làm tiệc tùng, barbecue, có thể trồng cây quanh nhà vàng này, rất là đẹp. Có 2 cái ghế để mình có thể tắm buổi sáng và sưởi nắng. Khu vực ở phía sau thì mình sẽ có một khu vực giặt và phơi áo quần. Căn nhà này hiện tại đang rao bán với giá là 7.800.000.000, vẫn còn thương lượng. Nếu các bạn có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ số điện thoại của Nam. Ngoài ra bên mình nhận ký gửi mua bán bất động sản tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Nếu các bạn có nhu cầu bán nhà hoặc mua tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh có thể liên hệ mình. Ngoài ra để nhận nhiều hơn những căn nhà đẹp tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, các bạn hãy cùng đăng ký kênh của mình, đồng thời nhấn vào nút chuông. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm.